Ok, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với video của công ty Yến Xào Phú Yến. Hôm nay mình làm video chia sẻ về một ít kiến thức mới mà bên công ty mình nghiên cứu ra. Ok, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ về những kiến thức sau đây. Thứ nhất là đầu tiên là ăn yến lúc nào thích hợp nhất. Ăn yến lúc nào thích hợp nhất. Thì cái đề tài này là hầu như là tất cả mọi người tại Việt Nam là đều không biết là mình nên sử dụng yến xào vào lúc nào, vào thời điểm nào là để cho cơ thể mình hấp thu một cách tốt nhất và hấp thu rất là đều đặn nhất. Thì cái mình xin thưa các bạn là trong quá trình công ty mình nghiên cứu thì trong một ngày có hai buổi. Thứ nhất là buổi sáng. Buổi sáng khi các bạn thức dậy là các bạn không biết các bạn có thói quen là giống như là uống 2 ly nước lọc. Đó, trước khi ăn sáng tính năng này nọ thì buổi sáng thức dậy thì các bạn nên uống 2 ly nước lọc, sau đó thì các bạn ăn yến là thích hợp nhất. Trước lúc ăn sáng các bạn ăn yến lúc này thì cơ thể mình là lúc đó là bụng đang còn trống, rồi đồng thời toàn bộ cái chất dinh dưỡng của yến là cơ thể mình hấp thu sẽ rất là tốt, cực kỳ tốt. Nó thì giai đoạn đầu tiên là giai đoạn lúc sáng sớm khi các bạn ngủ dậy á, trước lúc ăn sáng tầm 30 phút thì các bạn nên ăn một lượng yến đó, thì lúc này là cơ thể hấp thu tốt nhất. Và giai đoạn thứ hai là giai đoạn nào, thì trong quá trình ăn yến á, thì các bạn nên né giai đoạn là buổi trưa, tại lúc này là cơ thể rất là mệt mỏi. Cơ thể của con người á, là bình thường hầu như buổi trưa là nắng nóng quể quải thì cơ thể này lúc này là khả năng hấp thụ cực ít, khả năng hấp thụ của yến xào vô cơ thể là cực kỳ ít. Cho nên để mà tốt nhất là công ty mình nghiên cứu ra thì cái cơ thể con người mà hấp thu á, là trong một ngày sẽ có hai giai đoạn, buổi sáng và buổi tối trước khi đi ngủ. Buổi tối trước khi đi ngủ là mình vệ sinh cơ thể rồi sẽ rất là sảng khoái, lúc đó là toàn bộ một ngày mệt nhọc á là nó sẽ mất đi, thì lúc đó là cơ thể sẽ về trạng thái gần như bằng không. Đó thì lúc này là bạn nên ăn một hũ yến chưng, thì lúc này là cơ thể nó sẽ hấp thu cực kỳ tốt. Đó, trước khi ngủ các bạn uống một lon yến vô thì cơ thể này sẽ hấp thu cực kỳ tốt cho các bạn đó. Thì các bạn nên nhớ một ngày là buổi sáng trước khi ăn sáng và buổi tối trước khi đi ngủ, là hai giai đoạn này là hai giai đoạn cực kỳ tốt nhất mà cơ thể mình có thể hấp thu yến xào tốt nhất và dinh dưỡng vô cơ thể là cực kỳ tốt luôn. Ok, thì tới kiến thức thứ hai. Kiến thức thứ hai thì nhiều người lầm tưởng á, là ăn yến là phải ăn kèm với rất nhiều đồ bổ. Thì cái này mình xin thưa á, là trong quá trình mình nghiên cứu ngay cả giới khoa học ở bên Trung Quốc, tại cái ngành yến xào này là bên Trung Quốc được gọi là người ta nghiên cứu theo một nấc cao luôn rồi, là thành một đề tài khoa học luôn rồi. Đó, thì cái ăn yến này á, là tốt nhất á, là mình ăn theo tình trạng nguyên thủy. Có nghĩa là các bạn chưng lên rồi các bạn hấp thụ nó. Nếu mà cái mùi tanh đó các bạn cảm nhận các bạn ăn không được á, thì các bạn bỏ ít đường phèn vô. Thì các nhà khoa học nghiên cứu ra khi mà chưng yến á, tốt nhất hạn chế đi kèm với các món khác. Đó, nếu mà các bạn ăn không quen á, thì các bạn sẽ mới đi kèm với các món khác. Còn tốt nhất là vẫn là nguyên thủy, là yến như thế nào thì các bạn chưng như vậy, các bạn bỏ ít đường phèn vô, thì lúc đó thì cái chất dinh dưỡng nó đạt mức tối đa. Cho nên đa phần các bạn nhìn trên thị trường là người ta chỉ có để là yến chưng đường phèn là chấm hết đó. Còn nếu mà các bạn thêm những cái kia vô thì những thành phần kia nó sẽ giảm bớt cái công dụng của yến đi, giảm bớt cái chức năng của yến xào đi đó. Cho nên thì theo như nghiên cứu là các bạn khi các bạn ăn yến nên ăn tình trạng là tình trạng nguyên thủy của nó, thì lúc đó thì cái cơ thể mình nó sẽ hấp thu yến một cách tốt hơn, nó thì sẽ làm cho cái toàn bộ dinh dưỡng của mình sẽ hấp thụ được ngon hơn,
và hấp thụ được mạnh khỏe hơn. Và đề tài thứ ba, thì một ngày thì dùng bao nhiêu lượng yến? Theo như giới khoa học nghiên cứu á, thì một ngày các bạn nên sử dụng là 3 đến 5 gram và kiên trì mỗi ngày. Đó. Nếu mà các bạn có điều kiện á, thì kiên trì mỗi ngày. Còn nếu mà các bạn không có điều kiện á, thì cứ cách 2 ngày một lần. Đó. Tối thiểu như các bạn, tối thiểu là 2 ngày một lần, có nghĩa là một tuần các bạn ăn ít nhất là phải 3 lần. Thì lúc đó thì cơ thể mình mới hấp thu được từ từ, các bạn sẽ thấy là trong quá trình các bạn hấp thu yến xào tầm 5 tháng đến 6 tháng là các bạn sẽ cảm thấy là cơ thể mình thay đổi hoàn toàn luôn, từ làn da, từ sắc thái, từ sức khỏe là thay đổi hoàn toàn luôn. Thì nếu mà các bạn có điều kiện thì các bạn nên ăn mỗi ngày từ 3 đến 5 gram. Còn nếu mà các bạn không có điều kiện lắm thì cứ cách 2 ngày ăn một lần. Đó là đề tài rồi của bên phía chúng tôi đã nghiên cứu đó, từ nhiều sách vở, từ nhiều nguồn khác nhau đó, thì mỗi ngày dùng 3 đến 5 gram nha các bạn.